Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bên đèn hoàng gia.vn xin giới thiệu mọi người mẫu đèn LED chiếu cây sân vườn inox 304 công suất là 9W, ánh sáng màu vàng. Đây là hình thức của cái mẫu đèn này. Đèn có 9 mắt LED với một mắt LED là 1W. Chất liệu thân đèn là inox 304. Inox 304 đảm bảo là chống rỉ. Đèn có tiêu chuẩn IP68. Cái mẫu đèn này bản chất của nó là để lắp hồ cá coi nhiều hơn, nhưng một số khách hàng cần cái vỏ inox này để lắp cạn. Đối với các loại đèn âm nước thì hồ coi ấy, thì nó tản nhiệt qua thân, có nước làm mát. Nếu mà lắp cạn thì nó sẽ có thể cháy. Bởi vậy cho nên muốn lắp cạn thì mình phải xử lý được cái phần tản nhiệt bên trong thân của đèn. Thế nên là khách hàng nào có nhu cầu cần lắp đèn này lên cạn thì cần báo trước cho đèn hoàng gia để sẽ sản xuất ra cái dòng đèn mà có thể lắp cạn được và cũng có thể lắp âm nước được. Mẫu đèn này thì đối với lắp cạn thì mình có thể sử dụng 12-24V hoặc là loại điện áp là 220V. Riêng âm nước thì điện áp 12-24, không sử dụng 220, nhưng mà lắp cạn mình có thể sử dụng là 220V. Đấy. Khi sử dụng điện áp 12-24V ấy, thì bắt buộc là phải sử dụng các cái bộ nguồn hạ áp, ví dụ như cái bộ nguồn này, để hạ áp xuống điện áp 12-24V để sử dụng. Một bộ nguồn có thể sử dụng cho nhiều đèn, còn công suất của nguồn thì sẽ dựa vào tổng công suất của các đèn, khoảng cách giữa đèn với nguồn để tính ra công suất. Khi lắp đặt mà cái hệ thống đèn sử dụng cái điện áp thấp 12-24V thì bắt buộc mình cái sợi dây dẫn trục của hệ thống nó phải đủ lớn để đảm bảo không bị suy hao điện, để đủ điện áp cho cái hệ thống đèn, không gây thiếu áp rồi đến khi sẽ có thể là gây cháy đèn hay là cháy cục nguồn. Đấy. Thông thường khi đã thiếu áp thì đèn nó cứ nhấp nháy, nó sẽ không sáng. Cái mẫu đèn này thì với điện thì có thể sử dụng điện là AC hoặc là DC. Đối đèn đổi màu thì bắt buộc sử dụng DC, còn AC, xin lỗi. Đối với đèn một màu thì có thể sử dụng được DC hoặc AC. Ngoài cái ánh sáng màu vàng ra thì cái mẫu này còn có ánh sáng màu trắng, màu trung tính, màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá và màu tím. Và ánh sáng đổi màu 7 màu. Ánh sáng đổi màu đấy thì có 7 màu là màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá, màu xanh lơ, màu trắng, màu vàng và màu tím. Mẫu đèn đổi màu thì ánh sáng sẽ đổi liên tục, tự đổi liên tục. Và có chế độ nháy nhanh chậm. Mẫu đèn này thì khi lắp đặt mình sẽ lắp chân đế, hoặc là mình sử dụng chân kim để thay thế. Chân kim này thì đây, nó bằng hợp kim nhôm, không phải bằng inox. Nhưng khi lắp vào thì với chất liệu là nhôm, hợp kim nhôm nên nó cũng đảm bảo cái độ bền. Đấy, mình thay thế và mình cắm xuống bãi cỏ, bãi đất. Thì mẫu chân kim này thì khi chiếu mình, cái tính di chuyển nó rất là cao, mình có thể chuyển bất kỳ đâu. Tất nhiên là mình chỉ cắm được vào bãi cỏ, bãi đất thôi. Còn mẫu chân đế này thì mình thường là sử dụng có phải có cái lằm móng hoặc là móng nhỏ, hay là mình gắn vào cái sàn gạch bê tông như đấy. Đấy. Công suất của đèn thì ngoài 9W này còn có công suất là 3W, 6W, 12W, 18W, 24W và 36W. Có rất là nhiều công suất để lựa chọn. Có thể mình chọn công suất to nhỏ theo cái cây hay là độ sáng. Độ sáng là có nhiều khách hàng thì ví dụ một cái cây 2m cũng có thể sử dụng được đèn này. Nhưng có khách thì phải 18W hay là có khách chỉ cần 6W là đủ. Cái này tùy nhu cầu ánh sáng nữa. Đấy. Thì ở cuối video mình sẽ quay một cái đoạn là cái đèn này chiếu vào cái cây khế. Cái khế để nhìn rõ hơn về ánh sáng của nó. Bây giờ mình sẽ cắm điện và thử ánh sáng của đèn nhé. Đây là ánh sáng của đèn. Bây giờ mình sẽ tắt bớt cái đèn bên ngoài đi để mình nhìn rõ hơn cái ánh sáng của nó nhé. Đấy. Cái
tắt đèn đi mình sẽ nhìn rõ hơn ánh sáng của nó, rất là sáng. Công suất 9W, ánh sáng màu vàng. Đấy. Ánh sáng của đèn là ánh sáng chiếu điểm, tức là nó chỉ chiếm chiếu một vùng ánh sáng thôi, nó không chiếu dạng tỏa rộng. Với cái việc chiếu điểm này thì nó sẽ chiếu cây tốt hơn, nó tập trung vào cái cây của mình, tăng lượng ánh sáng mạnh hơn, chiếu xa hơn, cao hơn. Đấy. Không phung phí chiếu ra bên ngoài, chiếu điểm. Đấy. Với công suất 9W. Mẫu đèn này thì có chip LED là chip Philips. Ngoài chip Philips thì bên đèn Hoàng Gia còn cấp cái dòng chip Cree. Philips cũng rất là bền rồi. Để ai có nhu cầu vui lòng xin liên hệ. Xin cảm ơn tất cả mọi người.